cầu. Nương nhờ quyền lực phép màu A Đặng cho tránh khỏi nạn sầu ngày nay, tam thiên thiên chúng các ngài A Thọ con kính lại hiện nay sinh tường, bao tồn khỏi sự bất lương, tròn ngài cho được tránh đường hòa tai, cúi đầu lại cả Như Lai, các hàng Bồ Tát chư ngài thánh tăng với cùng pháp bảo siêu thăng, ngày nay nhớ tùng đề ngăn các điều ngũ trần như khúc xương không, mà còn cho đôi cổ công ngậm lì, ngũ trần như thịt tử thi, qua tranh nhau mẫu kệ gì tuổi tha, ngũ trần như đước lươm phà, cầm đi ngược gió ắt là phẩm tai, ngũ trần thầm lửa đỏ gai, xa chân xuống đó hằng ngày khổ đau, ngũ trần tên chim bao, thay rồi liền mất về nào bệnh dai, ngũ trần như bất mượn xài, xài xong phải trả giữ hoài được sao, ngũ trần như trai chính cao, nài cây gãy nhánh vờ đau thợ rừng, ngũ trần lao kim sáng trưng, phạm nhầm ăn khổ mưa đừng dễ vui, ngũ trần giao thớt đủ đôi, người mê đâm bị bầm nhồi nát tan, ngũ trần như rắn hổ mang, có ai tôi nào lại càng dễ kinh, ai tu nấy liệu giữ mình, mười điều tội khổ định ninh chớ sờn, hải trương cao ngọn cờ chân lý, hai hoàng dương tranh pháp cao minh, những lúc bàn tay kinh khủng, lạnh lùng siết chặt tim ta, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh, vì như ta họ cũng run sợ hãi hùng, giữa rừng già hiu quạnh trong bóng tối chập trùng, khi ngọn đèn hy vọng lao chao muôn tắt, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh, vì như ta ánh sáng họ cũng tàn. Trong giờ phục lâm đi hấp hôi, lời nghẹn giữa đôi môi, lệ trào như suối, đừng tưởng đến chư thiên thần thánh, vì như ta họ cũng nhỏ lệ biệt ly. Hai ngước mắt lên nhìn ngọn cờ tam bảo, tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn bờ chiến thắng oai hùng, đến chánh pháp ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu, đến tăng già tập đoàn giới tỉnh đức cao, hơi đau hô là chiến sĩ giữa quân thù phiền não, mặt đừng lìa ngọn tam bảo uy kỳ, tâm đừng xả ân đức Phật pháp tăng, hãy dũng tiến trên con đường giải thoát. Dặn kinh chư cư sa la cầm măng cách tập bằng ký đi dặn mà cả dê na quả cha mà na sa ti ra sê su ga tăng ca tăng dê sa ta san nhi nô a thì dê cho sa ta a san nhi nô ca tăng buồn nhà bà lăng mày hăng sa bê bà ghi bà hoàn từ tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng buồn nhà bà lăng mà dạ dê cho ta thà nà chả nan thì để qua gạnh tò nì dê đại dung sa bê lộ cầm thì dê sa ta chi hoàn ta hạ ra hê tu ca mà muôn năng cô cha năng sa bê đá khoản tu mà mạ chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý. Tu tại đàn, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô tường được mà hưởng an. Ừ, con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai?
chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ. Hôm nay con tụng kinh đường phiết cho Bình Bách Thanh Á, nên con canh giờ không có đúng, nên con thấy còn nhiều giờ quá, con đã xin phép đọc thêm những bài kệ để cho nó đủ giờ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Kính chào Lữ Khách, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Huyễn Mộng. Kính chào Sích Sương Mai, kính chào Ni Ga Vũ. Mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Thi Lâm, mến chào Rạng Đông một lần nữa. Nãy giờ Rạng Đông té liên tục, nên Nhật Quỳnh phải chào hai lần luôn ngang Rạng Đông. Dạ, dạ cảm ơn anh chị. Dạ, bây giờ thì còn đồng hồ con là còn 4 phút nữa. Dạ, mà bây giờ thì chắc chắn là Đại Đức Pháp Tính chưa xuống được tới cái phòng rồi. Dạ. Con xin phép quý ngài và đạo tràng cho con ý kiến. Con nên thỉnh pháp sư dài hay là chúng con để băng để chờ Đại Đức Pháp Tính xuất hiện rồi chúng con thỉnh pháp sư. Và kính mong quý ngài và quý vị cho con xin một tín hiệu ạ. Và xin đạo tràng cho con một tín hiệu. Chúng con phải làm sao đây? Qua, wow, cảm ơn, dạ cảm ơn đạo tràng, dạ được hai ý kiến thỉnh pháp sư, dạ vậy nãy giờ nhìn coi có cô tự duyên vào không, hoặc có tâm pháp không, hoặc tâm phương không, mà không có thấy tâm nào vào hết, nên thì thôi bây giờ Nhật Quỳnh thỉnh pháp sư, dạ con kính mong quý ngài hoan hỷ cho con và kính mong đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To Arahato Samma Sambuddha Đà Sa. Ram ma cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề sê tu tâm măng a nu căm bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na dành cha ca dân sua tan cha băng thăng a phi thăm ma chăm măng
à cổ ta danh tô ta tu sát cha đằng đăng bà bơ thà nay dây bà đi xa và mặt chen. Ê quan sa hâm bà tỳ râm ma phà ga quanh tăng à gia cha thà tuấn hay pha quê na tăng bút thô cà đồn nhây na thì qua xa vàng tản ha vua tha và bà này na mì ga đa dặn ta tô ga tô bánh cha quát cha đa giờ này dê à măng ba dễ sĩ thăm ma thầu ta tô ba phu tỳ sam bút thô à nu na thấm mà đề sa năng mà ga qua xa ni đề say si sạch ta nan át tha xích tha cần tệ na sa thu ai giờ phanh tê tệ say tu thấm mà đề sa năng sa ba di tha ba di sa gia à nu cầm bấm bị ca ta về Nam Mô Bụt Tha Giá. Nếu đại đức pháp tính có trước máy rồi thì cho con một tín hiệu để con biết, con cung thỉnh pháp sư ngắn thôi ạ. Dạ, khi nào khi nhà cho con xin chân sư cho con biết một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là sư chưa có đỡ thoải mái rồi. Dạ, con xin phép đọc dài một chút xíu. À, con thấy rồi, xa thú, dạ, con tri ân sư. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng à, trầu hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc dạ ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chúng ni a tối mê cầu được tri tri vẹn toàn Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học tiếp tục. Dạ, đã lâu rồi chúng con học bài tứ trưởng. Dạ, con cung thỉnh sư giảng tiếp tục cho chúng con, và dạ, con không biết cái đề tài sắp tới, và dạ, có gì thì con mong sư hoan hỷ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng cả quý thiện nam thánh nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về tứ thực. Chúng ta vẫn còn ở trong cái phần mà tạp loại
tạp loại yêu nghiệt. Chúng ta vẫn còn ở trong cái phần đó. Hôm nay cái bài này, cái bài cuối cùng của tạp loại yêu nghiệt là bài thứ 7, tứ thực Ahara, là Chattaro Ahara. Dạ, Chattaro Ahara, dạ đúng rồi. Vậy thì trước khi bắt đầu vào bài giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana thang varamuttama hang buddhan cha dhamman cha banamam vi sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Buddhaya. Kính thưa quý vị, cái bài học của chúng ta ngày hôm nay nói về tứ thực là Ahara. Chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài thấu triệt hết tất cả các pháp. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong đời này không phải là Ngài chỉ dạy về bố thí trì giới không, mà Ngài đã dạy cho mình cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng ta duy trì được mạng sống, rồi cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng ta có những cái cảm thọ, hoặc là cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng ta có cái nghiệp này, cái nghiệp xấu, cái nghiệp tốt, hoặc là tại sao mà chúng ta trôi lăn ở trong dòng sanh tử luân hồi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng một bậc chánh đẳng chánh giác Ngài thấu triệt hết tất cả các pháp, thành ra Ngài đã đem ra Ngài thuyết giảng. Vậy mà chúng ta thấy rằng có những chúng sanh không biết tìm hiểu vào những cái pháp này. Quý vị thấy rằng coi như là có những chúng sanh rất là mù mờ, cứ nghĩ rằng là đối với mình đến với đạo Phật là coi như là mình chỉ có tụng niệm đồ này kia. Thật ra đó quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đến với đạo Phật chúng ta có giữ giới nó là tốt. Rồi chúng ta nếu mà chúng ta có tu tập về thiền định nữa thì nó càng tốt nữa. Rồi chúng ta có tu tập về thiền tuệ, có nghĩa là chúng ta tu tập những cái pháp hành hoặc là những cái bài học để tăng trưởng cái trí tuệ của chúng ta, thì như vậy đó thì chúng ta mới gìn giữ được cái giáo pháp này. Chứ quý vị thấy như là chúng ta học ở bên Tạng Kinh đó, chúng ta thấy rằng là những cái vị ngoại đạo, có nghĩa là những cái vị mà Bà La Môn nói lên cái điều này điều kia, Đức Sa Môn Gotama giảng giải về cái vị ngọt của sắc pháp, rồi ta cũng thiết giảng cái vị ngọt của sắc pháp, rồi vậy thì giữa ta và Sa Môn Gotama có khác gì, có khác gì. Thì chúng tôi hỏi quý vị, nếu mà chúng ta mà đến với cái giáo pháp này, chúng ta đến với cái cuộc tu này đó, mà chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi, mình khăng khăng mình ngồi mình giữ giới thôi, mình khăng khăng mình ngồi mình hành thiền ở đó thôi, thì làm sao mà mình giữ vững được cái giáo pháp này. Thành ra đó, ở trong trước tiên đó, ở trong cái bài học này thì chúng tôi nói này để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng là nếu mà mình có duyên mình vào mình tu tập thì mình giữ giới rồi mình tu thiền định đồ thì cũng được, cũng tốt. Còn nếu mà những người nào mà người ta có cái duyên lành hơn nữa, người ta vô người ta giữ giới, rồi người ta hành thiền, rồi người ta tu tập những cái pháp môn để mà tăng trưởng cái chuyện, thì chúng ta cũng phải có cái tâm để mà chúng ta thương tưởng đến những người đó, để mà chúng ta ủng hộ. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cái người mà xuất gia đó, có
mình nếu mà mình gặp được hai cái hạng người thì chúng ta sẽ được an lạc, và chẳng những mình được an lạc mà cái trú xứ, những người mà ở trong cái trú xứ đó được an lạc nữa. Có nghĩa là cái người mà người ta xuất gia vì niềm tin, người ta xuất gia vì niềm tin. Cái hạng người thứ hai đó là người ta xuất gia vì cái trí tuệ, người ta nên người ta đi xuất gia. Như thế nào mà được gọi là xuất gia về niềm tin? Đó, có những người người ta ngồi, người ta nhìn, người ta thấy cái cuộc đời này, người ta thấy rằng do cái đời sống của mình nhiều khi mình phóng túng, thành ra mình bị đau khổ. Rồi có những người do người ta không có phóng túng, thành ra người ta được cái sự hạnh phúc. Thành ra những người đó người ta suy nghĩ như vậy đó, người ta tìm đến cái đời sống tu tập, rồi người ta học một cái đề mục gì đó, rồi người ta đi đến một cái trú xứ vắng nào đó, người ta lo, người ta hành thiền, người ta tu tập với cái những gì mà người ta đã được học đó. Rồi cái người mà xuất gia, cái hạng người mà xuất gia bằng trí tuệ á, có nghĩa là suy nghĩ, người ta suy nghĩ rằng cái cuộc đời này á, nếu mà mình có sống ở ngoài đời, mình làm chuyện này chuyện kia, rồi cuối cùng mình cũng phải ra đi. Mà khi mà mình ra đi á, thì nó cũng bỏ lại tất cả, chỉ có đem theo những cái gì mà mình đã làm, mà một nó là xấu hay là nó là tốt, vân vân. Thành ra đó, những người mà người ta suy nghĩ như vậy đó, nên người ta từ bỏ cái đời sống gia đình, người ta đến với tự viện, hoặc là người ta đến với các vị trưởng lão, người ta xin tu tập. Sau khi tu tập rồi đó, người ta sẽ tìm một cái trú xứ nào đó người ta hành. Rồi nếu mà những cái người cư sĩ, những người nào mà có duyên lành đến đó, thì người ta cũng dạy, người ta dạy Đức Phật là như thế nào, hoặc là cái pháp hành giới định tội là như thế nào. Đó thì như vậy đó, gọi là cái bậc mà xuất gia do cái trí tuệ thúc đẩy cái người đó xuất gia. Thì quý vị nghĩ coi, nếu mà chúng ta ở trong một cái trú xứ nào đó mà chúng ta có được một cái bậc xuất gia vì niềm tin, hoặc là một cái bậc mà xuất gia vì trí tuệ thúc đẩy, thì mình nghĩ coi, nếu mà trong cái trú xứ của mình bây giờ, trong cái làng mạc hoặc là cái thành phố hoặc là cái tiểu bang mình ở, mà có những vị như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là rất là đáng quý, nó quý giá vô cùng. Thường thường quý vị thấy có nhiều người ta hỏi là tại sao mà mình không phụng dưỡng cha mẹ mà mình lại phụng dưỡng Đức Phật hoặc là chư Tăng. Thì đối với hai cái bậc này đó, chúng ta đều phụng dưỡng hết, quý vị. Chúng ta đều phụng dưỡng hết. Nhưng mà tại sao mà chúng ta kính Phật, chúng ta kính chư Tăng? Tại vì những cái vị đó đó là có cái công rất là lớn, có thể dẫn mình thoát được cái dòng sanh tử luân hồi. Còn đối với cha mẹ của mình cũng có những cái công đức rất là lớn, có nghĩa là nuôi nấng mình lớn lên, dạy dỗ mình, vân vân. Thì những cái đó đều là những cái công đức thôi, công đức hết. Nhưng mà đối với Đức Phật và chư Tăng ấy, thì ngoài cái chuyện hướng dẫn mình ở trong cái đời sống mà bình thường, mà ngoài ra đó, các ngài còn hướng dẫn mình hoặc là cả gia đình, hoặc là cả dòng họ sẽ có cái cơ hội thoát ra được cái dòng sanh tử luân hồi này. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng là mình mới tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp của ngài, hoặc là tôn kính tăng chúng, đệ tử của Đức Thế Tôn. Bây giờ đó thì chúng tôi nói về những cái điều đó là để cho mình biết được là ở trong cái giáo pháp này giống như biển cả gì đó, nó có từ bậc, mà chúng ta có bố thí, chúng ta có trì giới, chúng ta có tu thiền, rồi có những cái pháp từ thấp cho đến cao. Cũng như ngày hôm nay bây giờ chúng ta học về bốn cái vật thực, thì khi mà mình nghe nói tới vật thực đó, thật sự ra đó mình tưởng là một cái điều bình thường, nhưng mà thật sự ra ở trong cái bài này quý vị biết rất là sâu. Ở trong cái vật thực ở đây mà được gọi là ahara đó, là tại sao quý vị? Tại vì cái này nó có nghĩa là mang đến
Ngài đem đến. Mà cái gì mà đem đến cho mình á, thì gọi là A-ha-rát. Vậy thì đối với cái cơ thể của mình á, nó được bảo tồn, nó được sinh sống, là nó được cái sự sống còn là do cái gì quý vị? Do A-ha-ra này là nó đem đến. Có nghĩa là nó đem đến những cái thức ăn, đó gọi là đoàn thực, là Kapalinga-kara-ha-ra, có nghĩa là đem đến những cái thức ăn để mà nó nuôi cái cơ thể này. Đó, hoặc là tại sao mà gọi là xúc thực, là Phát-sa-ha-ra, có nghĩa là cái gì mà nó đem đến cho mình có những cái cảm thọ, từ mắt, thân, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó cái gì mà nó đem đến cho chúng ta những cái cảm thọ, thành ra lúc đó chúng ta gọi cái đó là xúc thực. Những cái gì mà nó đem đến cho chúng ta có cái hành động tốt xấu, hoặc là cái quả báo, thì cái đó gọi là tư niệm thực. Rồi những cái gì mà nó làm cho chúng ta sanh đi sanh lại ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, thành ra cái đó gọi là thức thực, Vinyana-ha-ra. Đó thành ra là bốn cái loại thức ăn. Vậy thì bốn cái loại thức ăn này đó là coi như là nó sẽ theo chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Nó theo chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi này, nó theo chúng ta mãi, nó theo chúng ta suốt luôn. Khi nào mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi rồi đó, thì chúng ta sẽ lúc đó hoàn toàn chấm dứt bốn cái loại thức ăn này. Vậy cái thức ăn thứ nhất á là ahara, thức ăn thứ nhất là đoàn thực, kapalinga rahara. Đó thì chúng ta nhớ là cái này á, là được gọi là đoàn thực. Mà đoàn thực này á, là có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là nó có được từ những cái loại mà thức ăn như là cơm, bánh, trái cây, nước uống rồi đó, vân vân. Thì tại sao mà gọi nó là đoàn quý vị? Tại vì khi mà nó vào ở trong miệng mình rồi đó, mình nhai nó đó, thì khi mà trước khi mà nó xuống cổ mình đó, nó được tụ lại, nó được tụ lại, thành ra mình gọi là đoàn. Mình gọi là đoàn, thực có nghĩa là mình ăn đó. Nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây á, là chúng ta phải biết được là khi mà mình ăn như vậy đó, để làm chi? Để mà nó nuôi dưỡng, hoặc là nó bảo trì những cái sắc pháp ở trong cái thân của mình đó. Mình nhờ có cái thức ăn nên nó mới nuôi dưỡng cái cơ thể này đó. Rồi nó không phải nằm ở chỗ này không quý vị, nó không phải nó nằm ở cái chỗ này không, mà cũng từ cái chỗ này nè mà nó làm cho chúng ta đi tái sanh. Có nghĩa là nó làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta bị tham đắm, chúng ta tham đắm ở trong những cái thức ăn, hoặc là chúng ta tham đắm ở trong những cái sự hưởng thụ, thì nó mới làm cho chúng ta có một cái chủng tử để mà chúng ta ham thích về cái điều đó. Cũng như hồi bữa mà chúng tôi giảng cái bài về cái bài mà tứ trưởng, thì tại sao có những người ta sanh ra lớn lên tự nhiên chỉ cần một hai lần người ta đi dự một cái tiệc, một cái buổi lễ gì đó, rồi người ta thích thú với những cái món rượu hoặc là bia, hoặc là những cái thức ăn chín, hoặc là những cái thức ăn sống, vân vân. Đó thì cũng do nhiều đời nhiều kiếp mình sử dụng, hoặc là mình bị tham đắm với những cái thức uống đó, hoặc là những cái thức ăn đó. Đó thành ra đó nó đã là cái thường cận y duyên rồi, nó làm cái thường cận y duyên cho mình rồi. Thì thật sự ra đó, đối với cái đoàn thực này đó, là nếu mà chúng ta đó, chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta chỉ cần hiểu biết nó là những cái chất gì mà nó nuôi cái cơ thể của mình, thì những cái chất đó, được gọi là đoàn thực. Đó thì nếu mà mình nhớ được như vậy thì cũng tốt rồi.
Nhưng mà chỉ có nhớ được như vậy thôi á, thì nó cũng còn hạn hẹp. Nó cũng còn hạn hẹp lắm quý vị. Tại sao vậy? Tại vì quý vị thấy rằng á, tại sao mình á, là con người, là mình ăn cơm, nước, bánh, cái. Còn đối với những con vật á, thì nó lại không ăn được những cái cơm, nước, bánh, cái như mình. Đó, thì cũng do cái nghiệp lực, cũng do cái nghiệp lực. Cũng như quý vị nhớ có lần á, chúng tôi thuyết giảng một cái bài mà ở trong Trung Bộ Kinh đó. Đó, ở trong cái bài đó, đó chúng tôi quên là cái bài đó bài gì rồi. Nhưng mà tại sao mà có những cái chúng sanh á, nó sanh làm cái loài chó, hoặc là có những cái chúng sanh mà nó sanh làm cái loài gà. Mà những cái chúng sanh mà thuộc về mà chó và gà đó, thì quý vị thấy rằng á, những cái chúng hoặc là rắn cũng vậy quý vị. Những cái chúng sanh đó đó là khi mà nó muốn mà đi tìm được cái thức ăn á, là quý vị thấy á, là do đâu quý vị? Do cái sự ngửi mùi của nó. Do cái sự ngửi mùi của nó, nó ngửi được cái mùi đó từ xa. Cái mùi đó từ xa, thành ra đó nó mới tiến lại đó để mà nó ăn, nó ăn những cái thực phẩm, những cái loại thức ăn đó. Thì tại sao mà có được, mà tại sao mà chúng sanh mà loài người mà lại ăn cơm, nước, bánh, cái? Còn đối với loài gà, loài chó hoặc là loài rắn thì nó thích ăn những cái đồ gì mà nó có cái mùi, nó có cái mùi nó đậm đặc đó. Thì những cái điều này á, là do cái nghiệp, do cái nghiệp của những cái chúng sanh đó, những cái nghiệp của chúng sanh đó. Cũng như ở trong cái bài Trung Bộ Kinh mà hồi trước chúng tôi đọc đó, thì nói rằng là có những vị sa môn bà la môn, có những vị sa môn bà la môn tối ngày cứ tìm đến những cái tế đàn, cứ nghe ở đâu mà có tế đàn, có những cái sự cúng tế thức ăn hoặc là này kia đó, rồi mon men tìm đến đó để mà kiếm ăn. Hoặc là có những vị sa môn bà la môn do cái sự mà tham đắm về cái thức ăn, thành ra tối ngày cứ bày ra cái chuyện cúng tế, bày ra cái chuyện cúng tế. Thành ra đó, những cái chúng sanh đó sau khi thân hoại mạng chung á, nếu mà không có rơi vào địa ngục á, thì sẽ sanh lại làm những cái lòi, làm những cái lòi mà nó chuyên môn là nó dùng những, nó ăn những cái thức ăn mà nó đánh hơ được, nó biết được cái mùi đó từ ở xa đó. Đó quý vị thấy không, đối với Đức Phật đó, ngài thuyết giảng cho chúng ta, không phải là chúng ta học về cái điều này đòn thực là một cái chuyện bình thường đâu. Chúng ta học thì chúng ta biết được, chúng ta biết được bánh trái, vật thực, thì con người mình ăn gọi là đòn thực. Nhưng mà đối với có những cái chúng sanh khác, nó cũng ăn, nhưng mà nó cũng đưa vào miệng, cho cái thức ăn đó vào miệng, rồi để nuôi cái sắc pháp, nuôi cái cơ thể nó. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói cái điều mà nó khác biệt, nó khác biệt với nhau là tại sao chúng sanh của người mình ăn những cái thức ăn này, đối với những cái loài bàn xanh thì nó lại ăn những cái thức ăn khác. Đó là do cái nghiệp lực, do cái nghiệp lực nó di truyền. Thành ra đó, chúng sanh đó nó phải sanh làm cái loài đó, để mà nó sử dụng những cái thức ăn đó. Cũng như quý vị thấy rằng những cái chúng sanh ngã quỷ cũng vậy, họ cũng ăn, nhưng mà cái loại vật thực của họ là khác, những cái loại vật thực của họ là khác. Có những chúng sanh ngã quỷ phải ăn những cái đồ dơ, những cái đồ dơ. Đó quý vị thấy rằng như cái trường hợp mà của bà vợ của ông Rê Quá Tá đó, vợ của ông cư sĩ Rê Quá Tá đó. Quý vị thấy rằng trước khi ông Rê Quá Tá đó, ông sắp sửa qua đời, ông kêu vợ ông lại, nè, cái số tài sản này nè là để riêng cho bà sống, để riêng cho bà sống, rồi cái số tài sản này nè bà cất giữ giùm tôi, mỗi ngày bà thỉnh 500 vị tỳ khu, có nghĩa là tôi sẽ thỉnh mỗi ngày 500 vị tỳ khu đi đến đây để mà bà đặt bát cúng dường dùm, bà chịu không? Đó, thì bà ta nhận lời, được,
À, chuyện này tôi làm được đó. Thì khi mà người vợ đó mới nhận lời rồi đó, thì ông Rê Quá Tá đó, ông cư sĩ Rê Quá Tá đó, ông mới đi đến ông bạch với chư Tỳ Khu: con có dặn bà bạn con ở nhà rồi, nếu mà sau này con qua đời thì mỗi ngày 500 vị tỳ kheo cứ đi ngang qua bên nhà, sẽ có bà bạn con sẽ đặt bát cúng dường đến thực phẩm đến quý ngài đó. Chư tăng đã nhận lời bằng cách im lặng rồi đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà ông Rê Quá Tá đó ông chết rồi đó, thì coi như là các vị tỳ kheo cũng làm theo cái lời đó, ôm bình bát đi đến ngang qua nhà bà. Nhưng mà quý vị biết rằng từ cái ngày mà ông chết đó, các vị ôm bình bát đi đến đó, đó chỉ có bị chửi thôi, bị chửi thôi, bị chửi, bị rủa, là coi như là bà này bà rủa các ngươi nên ăn những cái đồ dơ, chứ đừng có mà đi khất thực mà nhận những cái cơm trắng đồ này kia đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh chúng sanh và sanh thú nói rằng bà ta đó, đúng ra đó cái tuổi thọ của bà ta đó còn rất là dài, nhưng mà ngày nào bà cũng rủa 500 vị tỳ khu, ngày nào bà cũng rủa 500 vị tỳ khu. Mà quý vị thấy ở trong cái thời đó đó, nói ở trong thành Sa Quách Thi á, là đối với người cư sĩ á, 70% đều là thánh tu đầu quần trở lên. Thì quý vị nghĩ ấn tới cỡ nào, người cư sĩ thôi, người cư sĩ ở trong thành đó thôi mà 70% là từ thánh tu đầu quần trở lên. Thì những vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo đó, đó ở trong đó đó là phàm với thánh nhiều, mà phàm cũng cũng phàm toàn là thanh tịnh không đó, rồi thánh tăng ở trong đó nữa. Thành ra quý vị nghĩ đi, một ngày mà mình bây giờ mà mình đừng có nói là mình chửi rủa các vị sa môn bà la môn, một ngày mà mình gây lộn với chừng 10 người thôi, chừng 10 ngày sau hoặc tháng sau là mình điên liền quý vị. Chúng tôi bảo đảm, chúng tôi bảo đảm một ngày mà mình mà coi như là mình gây lộn với chừng 3-4 người thôi, thật sự ra đó quý vị biết rằng chúng tôi ở trong chùa cũng vậy, có nhiều cái điều á mình phải học theo những cái vị trưởng lão, có những cái điều á chúng ta sẽ cần gìn giữ, còn có những cái điều á thì chúng ta không cần. Quý vị thí dụ những cái chuyện gì mà nó ở trong chùa đó mà nó ảnh hưởng đến tăng chúng tu tập không được, thì lúc đó đó mình phải giải quyết liền. Còn cái chuyện mà người ta đến người ta nói chùa này nấu ăn dở, chùa này nấu ăn ngon, hay là chùa này nhiều người ăn ít người ăn, thật sự ra đó quý vị biết những cái câu nói đó đó, chúng tôi nhớ ngài hòa thượng An Sư đó, ngài giải hoài, ngài nói là coi như là cái cuộc tu của mình cái sự phê phán của người ta đi đến nó phê phán nhiều lắm, thành ra cái chuyện đó mình không cần quan tâm. Mà hãy mà những cái chuyện gì đó mà nó ảnh hưởng đến các vị sư ở trong chùa, những người mà ở trong chùa người ta ở người ta tu không được do bị phiền phức, bị cái chuyện này chuyện kia thì mình phải đứng ra mình giải quyết liền. Còn đối với cái chuyện mà bây giờ người ta nói mình như thế này, nó không có thành vấn đề, là tại vì là con người không có ai mà trọn vẹn mà được khen. Nát thí lô kê ở ninh đá tô tiết, có nghĩa là ở trong cái người mà không bị chê đó không có ở trong thế gian này đó. Thì chúng tôi trở lại cái vấn đề chúng tôi đang nói cho quý vị cứ nghĩ đi, một người mà một ngày mà chúng ta cứ gây gỗ với 3-4 người thôi, thì quý vị thấy rằng là coi như là cái sắc mặt của mình nó giống như là một cái loại giả so hay là Atula gì đó. Còn nếu mà phụ nữ thì quý vị nhìn nó giống y như bà chằn vậy đó. Mà chúng tôi thật sự ra nha quý vị, mình tu tập ở trong cái giáo pháp này mình không có muốn coi tướng, thật sự mình không muốn coi tướng quý vị. Nhưng mà chúng tôi có nhiều khi chúng tôi để ý quý vị, cái con người mà quý vị biết cái chân mày của người ta đó mà nó nằm nó rạp xuống cái chân mày mà nó nằm rạp xuống thì quý vị thấy rằng những người đó là do cái tâm của người ta đó, người ta tu tập cái tâm của người ta nó được im quý vị, nó được yên lặng, thành ra đó cái chân mày của họ đó quý vị nhìn vô ngay chỗ đó quý vị biết con người đó họ ít sanh,
họ ít gây gổ. Còn quý vị thấy cái người nào mà cái đuôi chân mày á, mà nó cứ chỉ lên á, nó không có nằm sát xuống với cái làn da của mình á, mà nó cứ chỉ lên đó nha quý vị biết những người đó người ta an trú trong tâm sân nhiều, ưa giận hờn ưa sân, thành ra đó quý vị thấy á, có những người á chúng tôi thật sự chúng tôi không có coi tướng, nhưng mà chúng tôi để ý chúng tôi thấy quý vị, thành ra chúng tôi nói về cái điều này á là để cho mình nhìn lại mình nhìn lại cái cuộc tu của mình, cái đời sống của mình á, mình nhìn lại mình sẽ biết ra được. Tại vì có quý vị thấy á, không phải ai cũng nghe pháp để mà giác ngộ quý vị. Có những người á, người ta nhìn những cái điều này á, thì người ta mới chợt nhớ lại, người ta mới kiểm tra lại ở trong tâm của mình. Đó thì thôi đi về quá xa rồi, bây giờ trở lại với cái vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị còn nghe không? Dạ, bây giờ trở lại với cái đề tài chúng tôi đang giảng. Thì thật sự ra đó là quý vị thấy đó, là do cái bà vợ của ông Rêu Tá nè, một ngày bà chữ tới 500 chữ rủa, 500 vị tỳ khu nữa, thành ra nó hỏi làm sao mà quý vị biết bà còn tuổi thọ nổi. Thành ra đó ở trong một cái thời gian rất là ngắn, bà bị coi như là tự nhiên là mặt đất đó, nó nứt ra, bà rơi thẳng xuống địa ngục luôn. Đó thì khi mà bà ở dưới cảnh giới địa ngục đó, hết tuổi thọ rồi bà mới sanh lên làm ngã quỷ. Bà làm ngã quỷ, mà cái loại ngã quỷ này á, là ăn những cái đồ dơ quý vị, ăn những cái đồ dơ. Chúng tôi nói những cái đồ dơ thì quý vị biết rồi, những cái sự tanh hôi máu me đồ đó, là bà ăn những cái đồ đó. Đó thì ở đây á, thì quý vị thấy rằng những cái vật thực á, những cái đòn thực á, thì đối với mỗi người có cái đòn thực, có những cái thức ăn khác nhau. Đối với loài gà, loài chó hoặc là loài rắn vân vân, nó có những cái thức ăn nó khác nhau. Rồi đối với cái chúng sanh ngã quỷ nó cũng có những cái thức ăn nó khác nhau nữa vì không phải là ngã quỷ nào cũng ăn như vậy. Nó tùy theo cái nghiệp lực. Thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này á, để cho chúng ta biết rằng là đúng là đòn thực là cái chất mà để giúp cho mình lấy được cái chất bổ dưỡng từ cái thức ăn đó. Nhưng mà cái kết quả của nó là để chi? Cái kết quả nó là để nuôi cái sắc pháp này được tăng trưởng lớn mạnh. Mình ăn cơm nước bánh trái vô, nó có cái chất bổ đó, nó nuôi cái cơ thể mình. Rồi những cái loài chúng sanh đó, họ tuy rằng họ ăn những cái đồ tanh, đồ hôi gì đó, đồ thúi gì đó, thì cái mục đích đó là cũng để là nuôi cái sắc pháp này, nuôi cái sắc pháp của cái chúng sanh đó. Thành ra những cái đó gọi là tứ thực. Mà chúng ta học cái này đến chi? Để chúng ta biết được là đối với cái đòn thực này là nó duy trì cái sắc pháp, dù chúng ta là cái chúng sanh nào, hãy cái chúng sanh nào mà có cái sắc pháp như thế nào thì nó sẽ tương ứng với những cái thức ăn như vậy. Mà những cái thức ăn đó là nó ảnh hưởng là do nghiệp, do nghiệp, thành ra chúng sanh đó nó phải ăn những cái đồ đó. Đó rồi, vậy thì đòn thực chúng ta hiểu một cách gọn là có nghĩa là những cái thức ăn nào mà chúng ta đưa vào miệng, từ cái thức ăn đó mà nó có những cái chất bổ dưỡng để mà nó duy trì cái sắc pháp, thì như vậy gọi là đòn thực. Rồi chúng ta hiểu rộng ra tí xíu nữa là chúng ta biết được là mỗi cái chúng sanh ở mỗi cái cõi là có những thức ăn khác nhau, nhưng mà những cái thức ăn đó là để chi? Để duy trì làm nuôi dưỡng cái sắc pháp thôi. Đó, cái thức ăn thứ hai là xúc thực phát sa ha ra. Xúc thực có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái chi pháp của xúc thực là xúc tâm sở. Đó, mà cái xúc thực này là nhãn xúc nè, nhĩ xúc nè, tỷ xúc nè, thiệt xúc nè,
thân xúc nè, ý xúc nè. Đó, vậy thì cái chữ ahara mà ở trong cái pháp xá này đó là có nghĩa là cái gì? Nó đem lại, ahara là đem lại, nó đem lại cái gì? Nó đem lại những cái cảm thọ cho chúng ta, nó đem lại những cái cảm thọ cho chúng ta. Xúc là cái chất xúc ở trong cái trường hợp này, xúc thực ở trong cái trường hợp này là nó đem lại cái chất để mà nuôi dưỡng cho những cái cảm thọ đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta có cái thọ hỷ, tại sao mà chúng ta có cái thọ hỷ thì cũng do cái xúc này. Có nghĩa là đối với mắt của mình, thí dụ nhiều khi quý vị thấy không, có những người những vị người ta thấy Đức Phật, người ta chăm chú, người ta nhìn cái 32 tướng tốt hoặc 80 tướng phụ của Đức Thế Tôn, mà người ta nhìn hoài, mà tâm người ta càng nhìn người ta càng quan hỷ đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những vị mà tiền thân của ngài Mahanama nè, tiền thân của các vị đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật đó. Quý vị thấy rằng ở trong quá khứ làm những cái vị đạo sĩ sống ở trong rừng đó, rồi khi mà thấy Đức Phật cùng với chư tăng quá khứ đi đến cái khu rừng đó, rồi các vị này là coi như là đã dùng thần thông của mình đi vào rừng sâu lấy trái cây, lấy nước, rồi lấy bông hoa, rồi làm chỗ ngồi cho Đức Phật với chư tăng, rồi dâng nước uống, dâng trái cây, vân vân. Rồi sau đó Đức Phật với các vị tỳ kheo nhập định, rồi những vị đạo sĩ này là coi như là cầm dù lọng che cho Đức Phật hoặc là các vị chư tăng suốt ở trong 7 ngày 7 đêm như vậy đó. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là ý xúc cái loại mà xúc thực mà nó thuộc về ý, quý vị, có nghĩa là nó làm cho cái vị này quan hỷ, có những cái thọ hỷ trong suốt cái khoảng thời gian đó. Hoặc là chúng ta thí dụ như là chúng ta có những lúc đó quý vị thấy rằng chúng ta học một cái bài pháp nào đó nó hay, chúng ta học một cái bài pháp nào nó hay, có khi chúng ta quên đi cái sự mệt mỏi, chúng ta quên đi cái sự đói bụng, chúng ta quên đi cái sự buồn phiền đó, mà lúc đó ngược lại chúng ta có một cái cảm thọ, thọ lạc hoặc là thọ hỷ. Thì cái đó là do đâu quý vị? Do xúc thực này nó đem đến, do cái phát xá ahara này nó đem đến đó. Thành ra đó, cái này nó cũng được gọi là cái thức ăn. Cái thức ăn này của gì? Của nhãn xúc của nhĩ xúc của tỷ xúc của thiệt xúc của thân xúc của ý xúc đó. Quý vị thấy không, có những người là coi như là người ta ngồi coi phim ha, rồi người ta ngồi người ta nghe nhạc, hoặc là người ta ngồi người ta làm thơ, hay người ta suy tư một cái điều gì đó đó. Quý vị thấy rằng lúc đó đó cái cảm thọ của người ta sanh lên, thọ hỷ sanh ở trong tâm tham, hoặc là thọ hỷ sanh ở trong tâm thiện đó. Mà quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta quên ăn quên uống luôn đó. Hoặc là có những nhà người ta nghiên cứu, người ta lo, người ta nghiên cứu riết, mà tóc nó dài, râu nó dài, mà người ta quên đi luôn, người ta quên đi luôn đó. Thì những cái cảm thọ đó, những cái cảm thọ đó nó sanh khởi thì do đâu? Do cái xúc thực này, phát sát ahara, gọi là xúc thực đó. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta quán xét lại, chúng ta quán xét lại tại sao mà chúng ta có cái cảm thọ này, tại sao mà chúng ta có cái cảm thọ hỷ, tại sao chúng ta có cái cảm thọ lạc, hoặc là tại sao chúng ta có cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ ô này kia vân vân, thì là do cái sự xúc chạm, xúc chạm của thí dụ như là nhãn xúc thì cái sự xúc chạm của căn và cảnh, con mắt và cảnh sắc đó. Rồi khi nào mà chúng ta không có những cái cảm thọ này nữa, thì khi nào mà không có cái xúc chạm thì nó không có. Mà khi nào mà không có cái xúc chạm, quý vị, khi nào mà chúng ta không có cái lục nhập, có nghĩa là các căn nè, các cảnh nè đó, mà khi nào mà chúng ta không có cái này, quý vị,
là khi nào mà chúng ta không còn danh sắc nữa, chúng ta không có cái danh pháp sắc pháp này nữa, mà khi nào mà chúng ta không có cái danh pháp sắc pháp này, khi nào mà chúng ta không có những cái thức tái sanh, chúng ta không có còn những cái thức tái sanh, mà khi nào mà chúng ta không có những cái thức tái sanh, khi nào mà chúng ta không còn những cái hành động nào mà do vô minh nó chi phối, do vô minh nó chi phối, thì lúc đó chúng ta không còn cái sự tái sanh nữa. Thì không có tái sanh thì không có danh pháp sắc pháp, không có danh pháp sắc pháp thì nó không có lục nhập, có nghĩa là nó không có mắt tai mũi lưỡi, thì nó làm gì mà có xúc, nó sanh khởi, rồi nó có những cái cảm thọ sanh khởi đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta học về cái xúc thực này, chúng ta biết được là do đâu mà nó sanh khởi, nó làm nhân như thế nào, nó làm duyên như thế nào. Khi mà nó hết nhân hết duyên rồi thì nó sẽ chấm dứt cái ngũ uẩn này, hoặc là cái danh pháp và cái sắc pháp này đó. Thành ra đó, chúng ta biết được cái điều này, chúng ta hiểu được, chúng ta mới biết được cái nhân này nó làm cho mình sanh tử luân hồi nè. Cái nhân này nó làm cho mình sanh tử luân hồi thì mình mới đoạn trừ những cái nhân ấy đó. Chứ bây giờ nếu mà mình không học cái này á, nếu mà mình không học ở trong cái giáo pháp này á, thì mình nghĩ rằng là chắc là có một cái đấng tối cao nào đó, hoặc là có một cái gì mà nó biến mình ra đồ này kia đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng chỉ có trong giáo pháp này, cái lời dạy của bậc chánh đẳng chánh giác mới dạy cho chúng ta những cái mắt xích, để chúng ta phá những cái mắt xích này, hoặc là chúng ta hiểu được những cái pháp cần phải đoạn trừ, những cái pháp cần phải biến tri, những cái pháp cần phải tác chứng. Đó, do chúng ta học ở trong những cái lời dạy này đó, thì chúng ta mới biết được những cái gì mà chúng ta cần tu tập, những gì chúng ta cần biết, những gì mà chúng ta cần phải đoạn trừ đó, xúc thực. Vậy thì ở trong cái điều này, xúc thực là chúng ta biết rằng là do cái sự va chạm giữa căn và cảnh, thành ra nó phát sanh những cái cảm thọ. Như hồi nãy chúng tôi nói là ahara là nó mang lại, thì ở trong cái trường hợp này nó mang lại cái gì cho mình? Nó mang lại những cái cảm thọ, thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc, thọ u, thọ khổ, vân vân. Đó là cái xúc thực này là nó mang lại, nó mang lại cái, nó mang lại, thành ra mình gọi nó là cái thực, có nghĩa là cái thức ăn. Mà cái thức ăn cho cái gì? Cái thức ăn cho cái cảm thọ đó, thành ra gọi là xúc thực. Rồi cái thức ăn thứ ba là tư niệm thực. Cái thức ăn thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực á, là cái chi pháp á, cái chi pháp của tư niệm thực á, là chê tá na chê tá si cá, là tư tâm sở đó, là tư tâm sở đó quý vị. Có nghĩa là, có nghĩa là chúng ta thấy rằng á, cái tư tâm tâm sở này á, là nó có ở trong đâu quý vị? Nó có ở trong những cái tâm thiện và tâm bất thiện, tâm thiện và tâm bất thiện đó, là để nó gì quý vị? Để nó tạo nghiệp, để nó tạo nghiệp, tư niệm thực. Tại sao mà chúng ta có một cái, thân, chúng ta có một cái, thân nó bị tai nạn, hoặc là nó bị bệnh này bệnh kia nó sanh lên, là do đâu quý vị? Do cái sự cố ý mà trong những cái tâm mà chúng ta tạo nghiệp, có cái sự cố ý mà nó sanh ở những cái tâm mà tạo nghiệp đó. Những cái tâm tạo nghiệp này á, là những cái tâm nào? Những cái tâm mà tạo nghiệp này á, là những cái tâm nào? Tâm bất thiện và tâm thiện đó. Tâm bất thiện này đó, tâm bất thiện này là bao nhiêu tâm? Nói về mà nó cho quả bình nhật đó, nó cho mình cái quả bình nhật đó.
Tâm bất thiện này bao nhiêu tâm? 12 tâm. 12 tâm bất thiện. Đó. Rồi á, đến cái tâm thiện. Tâm thiện. Tâm thiện là bao nhiêu tâm? Tâm thiện á, thì chúng ta lấy 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện phải không? Rồi 5 thiện sắc giới. Rồi 4 thiện vô sắc. 4 thiện vô sắc. Đó. Mình không có nhà, mình không có lấy những cái tâm thiện mà thuộc về siêu thế. Cái tâm thiện đó coi như là nó đã đoạn trừ cái mầm móng, cái mầm móng nó cho mình cái quả tái sanh đồ rồi. Cái sự đau khổ rồi. Thành ra chúng ta chỉ lấy những cái tâm bất thiện và tâm thiện mà nó thuộc về hiệp thế thôi. Còn siêu thế thì chúng ta không có lấy. Đó, thành ra đó nó 29 tâm động lực. 29 tâm này là 29 tâm mà để mà mình tạo nghiệp. Vậy thì cái tư niệm thực á, cái tư niệm thực ở đây á, là chúng ta phải phải hiểu rằng là do cái nó cái sự cố ý này nè mà nó đem lại cho chúng ta. Nếu mà nó thuộc về mà bất thiện á thì nó đem lại cái sự đau khổ cho chúng ta. Mà hãy mà do cái sự cố ý này mà nó thuộc về thiện thì nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho mình. Nó đem lại cái hạnh phúc cho mình. Vậy thì ở đây á, là có phải là một cái đấng sáng tạo chủ nào mà tạo ra không? Ban cái sự mà hạnh phúc cho mình hoặc là giáng họa cho mình đau khổ không? Do cái này nó mang lại, do cái chê tá na này nó mang lại. Do cái chê tá na có nghĩa là do cái sự mà chủ ý nó mang lại cho chúng ta. Nó sanh ở trong cái tâm bất thiện thì nó mang lại cái sự đau khổ cho mình. Mà hãy mà nó sanh ở trong cái tâm thiện đó thì nó đem lại cái sự hạnh phúc cho mình. Nó mang lại cái sự hạnh phúc cho mình. Thì như vậy á, tư niệm thực á, gọi là cái sự mà nó đem lại cái đau khổ hay là hạnh phúc là do cái tư niệm thực này. Có nghĩa là chê tá na, cái sự cố ý mà nó sanh ở trong tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Đó, thành ra nó vậy thì ở trong cái đời sống này chúng ta mà đau khổ hay là hạnh phúc thì cái thức ăn cái thức ăn là cái gì? Cái thức ăn là cái gì quý vị? Ahara, cái thức ăn này là sở hữu chê tá na, là cái sự cố ý mà ở trong tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Đó, thì đó là như vậy á, thì gọi là tư niệm thực. Vậy thì tư niệm thực này là cái chất nuôi dưỡng các cái tâm quả hiệp thế, nó tạo ra cái thức tái sanh. Đó, tư niệm thực này. Chi pháp á, là chê tá na, chê tá xí cá, tư tâm sở. Mà hãy mà bây giờ mà chúng ta muốn nhớ để mà hiểu thì chúng ta phải biết rằng là tư niệm thực là chất nuôi dưỡng các cái tâm quả hiệp thế để mà tạo thức tái sanh. Đó, chúng ta nhớ đoàn thực là cái thức ăn cơm nước bánh trái để mà nuôi dưỡng cái sắc pháp. Rồi xúc thực là cái chất mà nó đem lại, nó nuôi dưỡng những cái cảm thọ. Còn tư niệm thực là cái chất mà nó nuôi dưỡng những cái tâm quả hiệp thế để mà tạo ra cái thức tái sanh, đi đầu thai đó, tái sanh đó, tái sanh đầu thai đó. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, rồi bây giờ chúng ta còn một cái thức ăn thứ tư cuối cùng là thức thực. Thức thực này á, nó là 19 cái quả thức, 19 cái quả thức
tái tục, 19 cái quả thức tái tục. Ở đây á, thì chúng ta đó, nếu mà nói chung á, nói gọn mà cho dễ hiểu, cái gì mà nó làm cho, cái gì mà nó đem lại cho chúng ta có cái cuộc sống này, ở trong cõi người, ở trong cõi khổ, ở trong cõi trời, đó thì là thức thực, là thức thực. Đó có nghĩa là nó mang lại cho chúng ta có cái kiếp sống ở cõi người, nó mang lại cho chúng ta có cái kiếp sống ở cõi khổ, cõi vui, cõi khổ. Đó thì cái đó nó được gọi là thức thực, cái đó được gọi là thức thực. Có nghĩa là mình có mặt ở trong cái cuộc đời này là do do thức thực, và do nó thức, nó mang lại những cái quả thức này, nó mang lại cho chúng ta sanh làm người. Những cái quả thức này nó mang lại cho chúng ta sanh có mặt ở khổ cảnh. Những cái quả thức này nó mang lại cho chúng ta có mặt ở trên những cái cõi, những cái cảnh giới thiên giới, những cái cõi trời. Đó thì như vậy á, cái đó gọi là thức thực. Vậy thức thực này á, là cái chi pháp của nó là 19 cái quả thức, 19 cái quả thức. Còn nếu mà mình nói á, một cách mà phân tích ra chi tiết á, thức thực này á, là nó làm duyên cho cái gì quý vị? Nó làm duyên cho danh sắc, nó làm duyên cho danh sắc quý vị. Có nghĩa là mình do đâu mà có cái danh pháp này, sắc pháp này, là cũng do một trong những cái tâm, những cái tâm tục sinh, nó mới có cái danh pháp và sắc pháp này. Hoặc là nếu mà chúng ta phân tích kỹ nữa, ví dụ như ở trên cái cõi mười quẩn, hoặc là ở trong cái cõi tứ quẩn, thì nó cũng do cái thức này nó làm duyên cho mình tái sanh ở trên những cái cảnh giới đó. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng kết cuộc lại, tóm gọn lại, đối với cái tứ thực này là nó là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái chúng sanh ở trong đời, hay là tất cả pháp hữu vi mà nó được phát triển, nó được duy trì, thì nó cũng là nhờ bốn cái loại thức ăn này, bốn cái ahara này. Đó, khi mà chúng ta kết cuộc lại, chúng ta biết được đoàn thực là như vậy, xúc thực là như vậy, tư niệm thực là như vậy, thức thực là như vậy. Đó, thì chúng ta gom gọn lại, coi như là tất cả chúng sanh trong đời, hay là những cái pháp hữu vi được phát triển là nhờ vào cái gì? Nhờ vào đoàn thực, nhờ vào xúc thực, nhờ vào tư niệm thực, nhờ vào thức thực. Đó, đó là cái câu mà để mà chúng ta kết lại. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái pháp này nó vi diệu, chỉ có chánh đẳng chánh giác mới chỉ ra được cái chỗ này, chỉ ra được cái chỗ này cho chúng ta biết. Cái cảm thọ chúng ta có được là nó do xúc thực, rồi những cái hạnh phúc đau buồn gì đó nó do tư niệm thực. Rồi tại sao mà mình có mặt ở trong cõi này cõi kia là nó do thức thực. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác ngài mới thấu triệt những cái điều này, ngài đem giảng dạy ra. Rồi ngày hôm nay mình có duyên lành để mà mình tu tập, mình học được cái lời dạy này, một cái lời dạy cao quý. Đó, vậy thì trước khi kết thúc cái bài này, chúng ta sẽ học mà thuộc lòng một cái câu đó: tất cả chúng sanh ở trong đời hay là các pháp hữu vi được phát triển, được duy trì thì nhờ bốn loại vật thực, đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Đó, cái câu kết, cái câu kết lại. Quý vị mà học thuộc lòng được cái câu này là hay, là coi như là mình ngồi mình nhai, mình lẩm nhẩm mình nhai hoài, là coi như là quý vị sẽ từ từ quý vị sẽ hiểu, những cái pháp hữu vi, những cái pháp hữu vi trong đời mình gặp. Đó là nó là coi như là nó vòng vòng, nó chạy vòng vòng là cũng ở trong là nó phát triển hay là nó gìn giữ được, nó có mặt được là cũng do bốn cái loại vật thực này. Đó, thành ra chúng ta lấy cái câu này chúng ta học thuộc lòng mà nó rất là hay.
để mà chúng ta nhớ được là cái sự duy trì này á, là không phải là ai mà dùng thần thông để mà duy trì cho mình hết. Không có ai mà dùng cái gì mà cho mình hết á. Tiếng Việt còn nhớ không nổi nữa, tiếng Bali. Chúng sanh, cái này á, là cái câu kết để mà mình hiểu được ý nghĩa, mình hiểu được cái ý nghĩa, để mà mình nhớ được, mình nhớ được cái ý nghĩa đó. Chúng sanh trong đời hay pháp hữu vi được phát triển và duy trì được nhờ vào bốn cái loại vật thực là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó. Chúng ta nhớ về cái điều này thì chúng ta sẽ nắm được cái bài học này. Và từ khi mà chúng ta nắm được cái bài học này thì chúng ta biết rằng là ở trong đời sống này, cái sắc pháp của mình hoặc là của loài thú hoặc là loài gì cũng vậy, rồi những cái cảm thọ đồ này kia, hoặc là cái hạnh phúc đau khổ đó, thì cái gì nó là thức ăn của những cái pháp này, thì là những cái thức ăn đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Vậy thì thời gian không còn rồi và cũng vừa với chi pháp, thành ra chúng tôi xin được giúp lời. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vui trời để thích chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càng thác bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa diêm dương, chư vị vong linh hương linh, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong các ngài các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Thính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức và con kính thỉnh thường thọ minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mất tính sư. บวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตุสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาสติภวันตุเตบวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตุสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสติภวันตุเต. Tất cả phương vân có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.